Này mà mấy bạn coi máy mình tự xả ra nè, tự chạy dây đây nè mấy bạn thấy không? Cục mỏi nặng là tự chạy dây đây nè. Dính chạy dữ kìa. Ui cá nhỏ xíu. Lì dữ. Ui con không nhỏ mấy bạn ơi. Bự. Bự mà lì quá. Bữa nay mình câu dây bự mình kéo nó phát một lên mặt nước luôn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia Đình Cá Tráp. Sáng sớm làm ra 5 giờ là tinh thần phơi phới mấy bạn ơi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi câu. Ngày nào đi làm cũng đem cần câu theo hết á. Đem cần câu với lại và các kiểu đầy đủ đồ nghề hả. Bữa nào về sớm á, 5 giờ mình 5 giờ sáng mình được ra là mình đi câu luôn mấy bạn. Thì từ ở công ty mình đi lại bãi câu rất là gần, có rất là nhiều bãi câu mấy bạn. Ai làm ở công ty mình là đi câu đã luôn á. Thì mình sẽ quay cái bãi câu ngay trong cái cầu huyền thoại á, mình hay câu cho mấy bạn coi ha. Này ở trong khuôn viên công ty mình. Công ty mình làm gỗ. Thì hướng này. Hướng này. Đó. Này có cái hàng rào mỏng mà cũng thấp à. Cái này bay qua được luôn á. Nhưng mà mình đi xe máy nên mình phải chạy đường vòng ha. Ngay đây là đường cục, tới ngay công ty mình là đường cục ha. Đó, cuối con đường này chính là cái cầu mà mình hay câu á mấy bạn. Đó, từ đây lại đó là chắc tầm khoảng 200 m, đúng 200 m luôn. Mình phải vòng ra cổng công ty nè ha. Rồi xong mình chạy vòng hướng này, đi xuống rồi mình vòng vô cái bãi đây nè. Đó. Thì đi làm hồi nào mình cũng đem theo đồ nghề hết mấy bạn. Ở sau công ty cũng có bãi câu nữa nè. Đây đi thẳng lên sao? Gỗ không kìa, chắc gỗ đóng đóng luôn. Đó, bên kia mấy cái đóng mà bên chỗ sáng sáng là biển luôn mấy bạn. Công ty mình ở ngoài đảo đó, làm sao đó là câu thôi, nhưng mà gần đây chỉ có sự cố do đó là không có đi làm sao công ty câu được đó. Đi làm hồi nào mình có em theo đồ nghề vậy nè, đây cần câu nè đó, và các kiểu máy móc đồ trong đó hết, đồ nghề trong đây. Rồi lên xe mình đi thôi mấy bạn, theo dõi nha, mình sẽ quay từ đầu tới cuối luôn cho mấy bạn coi từ đây chạy lại cái cầu có bao xa đó. Giờ này còn thanh niên còn đang chạy xe nữa các bạn. Thanh niên còn đang làm, còn mình giờ mình đi câu cá này, thật là đáng buồn cho thanh niên. Đấy, thanh niên chạy vô trong kia lấy gỗ mà quăng ra nè. Đấy, trở lên YouTube đi luôn. Đó, chở gỗ đi vậy đó. Còn mình bây giờ đi tận hưởng thôi, đi câu cá thôi. Quá im. Bữa nay cày như điên vậy đó. Càng câu thì mình chọn trước xe vậy nè. Mình chọn ngay đây là mình gác lên bắp đùi rồi chạy. Trời sáng giờ chứ mới có 5 giờ mấy bạn ơi, mới có 5 giờ sáng à. Khóa cổng nè. Mới 5 giờ sáng chưa ai vô hết, cả ngày 8 giờ mới bắt đầu làm. Mình sẽ mở cổng nè. Rồi mình chạy vòng ở lại. Là cái cổng này tí cho đủ vừa chui cái xe ra thôi rồi đi. Không cần cấm cổng cũng được. Xe tải nó ngừng nó chờ chở gỗ nè. Em lên đường đang chờ chở gỗ đó bạn. Công ty mình làm gỗ và bán gỗ rồi gia công nhà gỗ tiền chế luôn. 200 m thôi, sát lên qua một cây đèn đỏ duy nhất thôi. Lên quá. Lên quá đèn xanh luôn rồi. Chắc chạy không tới phút là tới. Có 200 m mà. Hôm nay buổi sáng trời hơi lạnh the mấy bạn ơi. Mình mặc áo ngắn tay á. Đi làm áo ngắn tay cho mát á, làm ra mồ hôi. Nên là giờ chạy ra đường nó hơi lạnh. Vẫn là cái bãi câu quen thuộc các bạn ơi. Bữa nay không biết ông sư phụ mình có câu không, ổng ngày nào cũng câu hết á. Bây giờ mình đang phân vân giữa hai chuyện. Một á là mình đi theo quay ông sư phụ mình câu, hồi nào giờ mình chưa quay cho các bạn coi ha. Ông đi câu vậy ổng ra sao. Còn hai là mình tự câu, mình tự quay. Để mình vô đây mình suy nghĩ coi làm sao. Con đường này cỏ mọc um tùm luôn. Rồi thùng rác có ai dục cần câu không? Không ai dục cần câu hết. À, ông sư phụ mình ổng đi tuốt ở ngoài ngọn hải đăng ngoài kia. Thôi, đi cầu về em câu cái coi. Nhìn thời tiết ngon quá. Thời tiết đẹp quá. Vẫn như mọi khi mấy bạn ơi, mình lấy cái cào huyền thoại của mình cào vẹm cái đó. Cào khoảng chục, 20 con gì đó là đủ câu. Trời ơi, nghe đây có con cá tráp luôn nè. Giả mang thì chứ. Có con cá ngay dưới tay mình luôn, để mình cào lên chút nữa mình câu ngay đây được coi.
Phèm chỗ này xấu quá. Phèm chỗ này nóng rong nóng riêu gì. Các bạn coi nè. Xấu quá. Ừ, được cái cục này đẹp. Đây, cạm như đây thôi, không cần nhiều. Nè, lại mình bỏ phèm vào trong cái hũ này nè. Để câu. Bỏ vô cái hũ này, nó có cái đồ đeo nè, đeo lên lưng quần. Đeo lên lưng quần rồi câu thôi. Đeo này lên lưng quần. Rồi xong mình sẽ mang cái ba lô này nè, với cái vợt. Rồi cầm cái cần câu, hôm nay mình câu cần câu này. Cần câu này. Cần câu tự chế mấy bạn. Mình lấy cái đọt cần câu bị gãy, xong rồi cái góc của cái cần câu tay á, mình cắt khúc góc này nè. Cắt khúc góc ra. Cái máy này thì máy mới quay tự do ha. Máy này không có hãm. Cái hãm này là cái hãm chế thôi, để cái lúc mà mình gắn dây đồ, gắn lưỡi đồ, cái máy không có quay tự do thôi nè. Cái này nè, cái này là người ta cho mình á. Người ta chế, nhưng mà thật ra cái máy này quay tự do á, không có hãm á. Cái hãm này làm bằng cục cao su nè. Đó, vặn vô đây, để lên đây cho cái máy đừng có quay tạm thời, đừng quay để mình thao tác, mình nối dây đồ cho nó dễ á. Đó, cái cần này thì nó dài tầm khoảng 1m1. 1m1 mét gì đó mấy bạn. Câu ngắn vậy thôi, tại vì máy này quay tự do mình có thể thả cho con mồi nó chìm xuống, nó chạy dây ra, cho nên là mình không cần cần dài. Mình câu càng ngắn vậy cho nó cảm giác ha, với quay phim nó dễ nè. Y như mọi khi nha mấy bạn. Lưỡi nè. Cái lưỡi mình gắn dưới cầu ha, xong mình bấm cục chì ngay phía trên cái lưỡi ha. Dây thẻo thì mình sử dụng dây fluoro số 2 ha. Vậy còn dây trục hôm nay thì mình cũng sử dụng dây fluoro, ủa dây ni lông số 2 ha. Dây trục là dây ni lông số 2, dây thẻo là dây fluoro số 2 ha. Dây trục là dây 7 màu nè. Đó, hai cái bằng nhau luôn. Cái này rỉ là có khả năng là đứt trục á, chứ không có đứt thẻo, tại vì dây fluoro cũng bền ha. Là mình móc mồi thôi. Mình lấy chùm này ra, xong mình lựa con nào ngon nhất. Lựa con nào ngon thiệt là ngon móc vô. Chắc con này ngon quá. Con này ngon, có thêm hai con nhỏ với mãi nữa nè. Đây. Rồi móc vô ngay chùm tơ nè. Xây xây nó. Thường chùm tơ nó chưa rối thì móc nó dễ sức lắm mấy bạn. Mình xây xây vậy nè. Xây 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 vậy cho nó rối lại. Rối lên vậy mình móc vô. Mình hay móc kiểu này chứ mình không có móc dấu lưỡi ha. Móc dấu lưỡi cá mình giật gì mình đóng nhiều khiến trật lắc á. Tại vì cái vỏ này cứng nè. Mình móc dấu lưỡi là móc vào trong cái vỏ của con vẹm á. Thì lúc cá ăn nó chưa nhai bể ra thì mình đóng là cái lưỡi trúng vào cái vỏ của con vẹm, không có trúng vô cái mỏ của con cá, cho nên là không có dính. Rồi mình móc lòi lưỡi ra vậy nè. Thì mình giật là dính liền, giật phát nào dính phát đó. Mình giật ít trật lắm. Đó. Rồi câu thôi. Hồi nãy mình thấy con cá nổi ngay chỗ này, cho đó giờ mình sẽ câu ngay chỗ này. Mình thấy con cá đây nè. Con cá bự chà bá mà nó nhìn mình giống ghẻ ghẻ. Giống bị ghẻ. Giống cá ăn dữ. Coi con mồi thôi coi. Phải cá ăn không? Không phải. Thấy rút mạnh lắm rồi ta. Rút cái hụt. Không thấy phản ứng. Không thấy phản ứng dần ở đây. Mình chắc mình phải sang quần lên mình lội nước quá mấy bạn ạ. Sang quần lên lội nước. Sóng đánh dập dìu, xuống đây câu nè, mới phê nè. Mình hay câu ở dưới này lắm nè. Chỗ nước ngập này nè. Đi xuống đây thì giờ này đi lạnh thôi rồi luôn. Bữa nay mặc quần dài đấy chứ. Đi làm ra mặc quần dài. Lội xuống đây cũng căng lắm á. Trời luôn, ướt thôi. Ấy da. Quay khỏi đồ gối luôn. Nước khỏi đồ gối luôn, nhưng mà chỗ này câu khả năng dính cá cao. Với lại nước cao ấy mà. Ngày này cái bực bình thường mà mình nói với mấy bạn nó không bị ngập nước, giờ nó ngập nước rồi nè. Ngập nước mình sẽ câu ngay chỗ ngập nước này. Đó. Ngay bên đó là đi không thấy được, là lọt xuống biển luôn. Cái chỗ mình đứng này là cái bờ. Còn dưới đó là sâu xuống. Chỗ này câu hay dính lắm. Cái chỗ này vẹm nhiều nhất luôn nên câu hay dính. Ui, con cá tráp vàng nè. Cá tráp vàng chết nổi nè. Cá này chắc mới vừa chết. Chưa sinh luôn. Chắc ai câu thả đó. Ai câu rồi nó kêu bằng nó nuốt lưỡi á mấy bạn. Nè mấy bạn coi máy mình tự xả ra nè. Tự chạy dây ra nè mấy bạn thấy không.
Cùng mọi nạn là tuyển trời dây đây nè. Còn chỗ này xuống chút xíu không thấy ăn là rồi các bạn. Chỗ này nó ăn cạn lắm. Ăn gần gần trên bờ lắm. Nó ăn à? Nó ăn rồi đó thấy chưa? Nó ăn rồi. Ít chưa? Ăn cạn thiệt luôn á. Ui ui ui, cần ngán mấy bạn thấy không? Cần ngán câu đạo. Biết ngay là nó ăn mà. Thả xuống nghe sực 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 sực. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Ây da, tao gọi con giải. Giải dữ dàng ạ. Cần dẻo. Vô. Ôi nó lên bờ nó chạy. Lên đây chạy như điên. Mày xúc nó liền. Xúc nó không cho cơ hội chạy. Lên đây vẫn còn giải. Ở đây nước cạn nó tới đầu gối. Đấy. Lụm liền. Vừa ra lụm liền. Nè. Căng bể à. Nuốt chắc được hơn nửa mồi. Còn lại cái miếng vỏ nè. Dính ngay mép. Cái lưỡi này câu là dính ngay mép. Còn nó không có dính được không. Lưỡi nhỏ quá. Cái mép của con cá tráp nó rất là dày các bạn. Mình biết được cái yếu điểm này của nó là mình câu là vô địch. Mình câu lưỡi nhỏ mình giật ra cho dính vô mép nó. Là không sao, còn mình giật nó dính ở trong họng chạy qua chạy lại ăn cả vô răng hề đứng gì. Cũng bự, cũng được mấy bạn. Nhìn cũng ngon lành đấy. Nè. Không bự. Con này tầm khoảng 40 tới 43. Wow. Sống đến mạnh chưa? Sống đến mạnh quá. Đây. Để mình quay vô hướng này cho mấy bạn coi ha. Quay vô hướng trong này. Đấy, rất là đẹp. Bữa nay mình sẽ không bắt nó nha mấy bạn. Bữa nay mình sẽ không bắt cá. Để nhìn coi có ai không. Nhìn vòng vòng mà có người Việt Nam là lấy ra cho người ta. Còn mà không có là thả. Mình sẽ thả nó về với đại dương. Thả xuống đây là bữa nào có ở đâu nữa. Rồi, móc mồi vô đi câu tiếp thôi. Wow, sóng mạnh lắm. Một con nha mấy bạn. Sóng đánh dữ quá, mình phải leo lên cái cục này mình đứng nè. Đứng dưới ướt luôn, tới quần luôn, ướt tới lưng quần luôn. Bây giờ mình sẽ móc một nồi luôn, không móc một con giống như hồi nãy đó nè. Mình móc một nồi luôn nè. Một nồi mồi luôn. Móc mồi bự vậy câu dễ lắm. Móc mồi bự này là nó chìm nhanh nè. Sáng giờ nó ăn cạn lắm mấy bạn ơi. Sáng giờ nó ăn thả xuống tầm khoảng 1m, 1m rưỡi là nó đốt rồi. Trời mát. Trời không có nắng nó nổi lên. Mọi người chừng nào mà cá nó đốt mình báo hiệu cho mấy bạn coi ha. Lôi mà giật đặc lát đất thiệt. Trời ơi, nó lôi gục đọt càng cao luôn. Kỳ ta, thất bại quá ta. Hay lại. Nó chạy rồi. Nó đớp mồi được, nó chạy mất rồi. Chứ mình quay ngay chỗ này là dính nè. Chỗ này cá nó bù đông lắm. Đây đấy. Trời ơi, đứt dây luôn hả gì vậy? Trời ơi, đứt thẻo nó hết rồi. đứt dây rồi. Đây.
chạy dưới này. Đây đây đây, mới vừa thả xuống nửa mét bức luôn. Lì ha, lì. Lôi vô bờ. Khỏi phần luôn. Lực lại dạy dưới không? Ây, trời ơi trời, nó chạy dưới lại rồi. Nó chạy dưới lại rồi. Khỏe thiệt. Vô đây, vô đây, vô đây. Lì thiệt. Lấy cái kẹp kẹp nó. Rồi nó chạy. Rồi dính cái bay hết chạy rồi. Dính cái bay à. Rồi nó chạy đùng đùng luôn. Kẹp cái mỏ nè. Khỏi bật luôn. Bình vật đang hai mắt công rửa. Giấy chưa? Cầm con dây này luôn đi. Cho khỏi giải. Đây. Bữa nào câu không bắt là bắt được câu liên tục à. Dính liên tục à. Bữa nào bắt là câu hoài không dính luôn. Không chịu bơi đi luôn. Nằm luôn. Rồi. Nó giả vờ yêu à, chính khoái gần chết, thả nó mừng gần chết luôn. Bây giờ mình sẽ đi theo chiều thuận tay ha. Thuận tay để mình đưa tay ra biển luôn nè. Ngay chỗ này nó đang ăn mạnh lắm. Ngay cái bìa này. Đây, im quá. Dính mà im quá. Trời ơi, cá nhỏ, có cái chiếu à. Ơi sảy luôn rồi. Trời ơi. Cá nhỏ quá nha, mà không nổi, bà cục ngồi quay luôn nè. Sảy luôn rồi. Dính chạy dữ kìa. Ui, cá nhỏ xíu. Dạ. Lì dữ. Ui, con không nhỏ mấy bạn. Bự. Bự mà lì quá. Bữa nay mình câu dây bự mình kéo nó phát một lên mặt nước luôn. Không có dễ dù đó. Ở đây nước cạn. Ở đây nước cạn, không có cho chiều ấy mà cho chiều lấy kẹp gấp nó luôn. Không vớt, kẹp gấp cho nâng cấp. Gấp khoảng 1. Đẹp, con này đẹp thiệt, xanh lét luôn. Bữa nay tiếc thì chứ không có đem, không có bắt gì. Không có bắt gì mà câu được mấy con cá đẹp quá. Từ hồi nãy giờ câu rồi, tới con có con này là đẹp nhất luôn mấy bạn. Con này xanh lét luôn nè. Trời ơi. Nhìn nó nè. Xanh lét xanh lè luôn. Con này chưa bị ai câu lần nào, chưa có bị ai câu lên thả xuống á. Còn xanh lét luôn, đẹp ghê luôn. Nhưng mà cá mùa này vẫn chưa mập, vẫn còn ốm rồi. Wow. Con thứ ba. Con này ban đầu tưởng nó nhỏ hay gì, lên kéo lên bờ nó cũng bự dữ. Con này bị hư cái mỏ rồi. Nó giải á. Mình kẹp vô cái mỏ nó giải hư cái mỏ nó. Xong rồi các bạn ơi, kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết rồi, cá hết cắn rồi. Thì mình ra hồi đó ra tới đây là khoảng 5:20, 5:30 gì mấy bạn. Lúc đó câu là nửa tiếng đầu tiên là cá cắn liên tục luôn, nó đớp chắc được 10 phát á. Là tổng cộng mình đóng dính được có 3 con à. Tại hôm nay cái cần nó ngắn quá, ngắn mà đóng mềm á, mình đóng nó không có lực, nó xảy là nhiều. Mà nửa tiếng đầu tiên nó cá ăn mạnh thiệt, từ 5:30 tới 6:00, rồi từ 6:00 tới bây giờ là 7:00 là không một phát đớp luôn các bạn. Nó ăn chỉ cái giờ đó thôi. Tôi làm câu về sớm, bữa nắng lên là đi về câu cá tráp là vậy mấy bạn. Thì hôm nay cá ăn mạnh thiệt, từ cái hồi đầu mùa tới giờ là mình thấy là hôm nay là ăn mạnh nhất. Câu mồi gì kiểu nào cũng ăn, mồi sống, mồi đẹp, mồi lớn, mồi nhỏ nó cũng đớp hết.
tới giờ nó đớp là nó đớp hết, còn tới giờ không đớp là im ru luôn. Móc một mồi bằng ngón chân cái thả xuống không có nhúc nhích luôn. Thường thường cá tráp câu mồi mồi càng lớn là càng nhạy mấy bạn. Mình bả quá mình móc một mồi ngón chân cái mà đi từ ở ngoài kia. Cái bờ ở ngoài kia á. Đó bờ đó, đó. Bờ đó là bình thường là người ta câu dính liên tục hồi nãy giờ mình đi ra ngoài cái bờ đó, đó. Mình đi từ cái bờ này nè, từ bờ đó vòng vô bờ này đi vô đây luôn nè, mà không có một phát đớp luôn. Video hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây nha. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Đừng quên để lại bình luận để ủng hộ mình nha. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video kế tiếp.